Rồi xin chào anh em. Cái video trước thì Camera Anh Tế đã nói với anh em về ống kính cơ bản, tìm hiểu ống kính, cấu trúc ống kính và các loại ống kính để anh em phân biệt được các loại ống kính chúng ta lựa chọn. Nhưng mà cái hôm nay thì mình trả lời một cái câu hỏi cho các bạn mới chụp. Video này dành cho các bạn đang học chụp, những người mới mua máy, là chúng ta sử dụng ống kính nào để chúng ta phát triển được cái kỹ năng chụp cũng như là bức ảnh chúng ta nó chất lượng hơn. Rồi thường thì chúng ta mua máy, mình vẫn hay được anh em hỏi tư vấn, mình vẫn khuyên là anh em nên cứ mua máy người ta cho thêm cái ống kít, tức là cái ống đi theo máy. Thường thường đó là một cái ống kính zoom 18 đến 55, tức là tiêu cự từ rộng cho đến hẹp, chúng ta chụp gọi là gần như tất cả các chủ đề từ nhà đến ngoài phố, ngoài đường, từ tiêu cự 18 cho đến 55. Thì sau một thời gian chụp thì chúng ta thấy là cái ống kít mà người ta bán, một cái body máy người ta cho mình kèm theo đó, nó chất lượng không được tốt, không được cao. Sau khi anh em mới đã thành thạo sử dụng máy ảnh, các chức năng ở trên máy ảnh, tính năng như nào chúng ta đã sử dụng thành thạo cái máy ảnh chúng ta rồi, thì mình đề nghị anh em chúng ta thay cái ống kính đó bằng một cái ống kính khác. Thay ống kính khác, bây giờ vấn đề đặt ra là chúng ta mua một cái ống kính zoom giống như là ống kính kít mà anh em đã từng chụp vậy, là từ góc rộng cho đến góc hẹp, một cái ống kính zoom nhưng mà chất lượng cao hơn, hay là chúng ta mua một cái ống fix, ống prime, ống một tiêu cự thôi, có nghĩa là chúng ta không có zoom ra zoom vào được. Thật sự ra nếu mà chúng ta có nhiều tiền, ngân sách rủng rỉnh, thì chúng ta cứ ống kính nào đắt tiền, ống kính nào chất lượng nhất của một cái hãng mà chúng ta đang xài, Sony hay Fuji hay là Nikon hay là Canon gì đó, chúng ta cứ mua một cái ống kính zoom đắt tiền, ví dụ như là ống kính 24-70 hay 2.8 kinh điển ha, hồi xưa đến giờ chụp từ nhà trường đủ thứ loại chủ đề hết, một ống thôi, khẩu 2.8 toàn giải ha, thì nó đắt tiền, nó nhiều tiền hơn và nó nặng nữa. Nhưng cái quan trọng là anh em là những người đang mới chụp, chúng ta cầm một cái ống kính zoom, nhiều khi chúng ta lệ thuộc vào, hoặc là chúng ta ỷ y vào cái tiêu cự cứ đứng ở chỗ này xa tí zoom lại, thì chúng ta không phát huy, không học được cái tư duy hình ảnh. Nếu mà chúng ta chuyển qua chúng ta chụp một cái ống một tiêu cự, sau khi chúng ta đã quen được sử dụng máy, chúng ta thành thạo cái thao tác cũng như là để chúng ta chụp hình rồi, thì vấn đề tiếp theo là chúng ta tập tư duy hình ảnh. Tư duy hình ảnh là gì? Là chúng ta canh khung, bố cục, chọn góc chụp, chọn vị trí đặt máy. Canh khung bố cục có nghĩa là cái gì lọt vô trong cái khung hình chúng ta mà chúng ta ưng ý nhất, chúng ta đạt được ý đồ nhất. Thì một cái ống fix, ví dụ như là ống kính 35, ống kính 50, ống kính 85 hay là ống kính 20-24 đó. Nếu mà một cái ống kính tiêu cự dài, ví dụ như là 85 thì chuyên chụp chân dung, headshot đó. Nếu ống kính tiêu cự dài hơn 100 thì chúng ta chụp thể thao, chụp chim cò, hoa bướm gì đấy. Còn một ống kính góc rộng, ví dụ như ống kính 16, ống kính 20 vậy, thì chúng ta đi chụp phong cảnh. Nhưng mà một cái ống kính mà các bạn băn khoăn không biết là nên chọn cái ống nào, sau khi chúng ta chụp ống fix rồi, ống mà chất lượng nó không được cao đó, thì chúng ta sẽ chọn, mình đề nghị là một là ống kính 50, hai là ống kính 35, đang nói là trên cái cảm biến full frame á. Thì tại sao mà mình đề nghị anh em cái ống kính 50 hoặc là ống kính 35? Thứ nhất, nếu chúng ta mua một cái ống kính tele dài, ống kính zoom chất lượng, thì chúng ta bỏ ra rất nhiều tiền và chúng ta gần như là cứ lệ thuộc vào nó và ỷ vào nó. Thì với một cái ống fix, khi chúng ta muốn chụp một cái cảnh vật hay là một cái cảnh sinh hoạt hay là đường phố đời thường, thì bắt buộc chúng ta giống như là đi vô trong cái thế vậy đó, chúng ta phải đi tới đi lui, gọi là zoom bằng chân mà, hoặc là chúng ta đi qua đi lại tìm để cho cái góc nhìn của cái ống fix này nó phù hợp với việc là chúng ta muốn chụp cái gì. Cái góc nhìn của ống kính 50 á, là cái góc nhìn là cái này này, cái mắt mình nhìn vậy, nó gần như là cái góc mà mắt chúng ta nhìn hàng ngày, các sinh hoạt hàng ngày chúng ta nhìn nó quen thuộc rồi, tỷ lệ con người, kiến trúc, mọi vạn vật nó quen rồi. Thì khi chúng ta chụp cái ống kính 50, dù chúng ta chụp gần hay là chúng ta chụp xa cái đối tượng, thì ra cái bức hình nó không bị méo mó, nó không bị lệch, nó không có bị dị dạng, thì cái ống kính 50 nó được cái lợi thế đó. Thì khi mà chúng ta chụp, nó tập cho mình dịch tới dịch lui các thứ với một cái tiêu cự như vậy, làm cho người mới học á là bắt buộc phải liên tục như vậy, thì
cái khả năng tư duy về hình ảnh, cái khả năng bố cục hình ảnh, đặt chủ thể ở đâu như thế nào, và nó làm cho cái nhanh nhẹn, cái bén nhạy của cái người chụp nó càng ngày càng cao hơn. Nó tập cho chúng ta là như vậy. Cái thứ hai là với một cái ống kính mục tiêu cự như là 50 thì chúng ta phải đòi hỏi phải tiếp cận đó, phải tiếp cận cái đối tượng hay là tiếp cận cái nhân vật để chúng ta chụp. Không thể ống tele đứng đằng xa chụp. Thì tại sao khi mà chúng ta chụp ống kính mà chúng ta tiếp cận với cái bối cảnh á, thì cái về mặt thị giác hình ảnh á, là cái với cái tiêu cự đó tạo ra cái bức ảnh chúng ta thấy là kiểu giống như là nhìn bức ảnh chúng ta thấy giống như là mình đang đứng ở trong cái bối cảnh đó mình chụp. Nó tạo ra cái thị giác mạnh mẽ hơn, nó có sức tác động, đại khái là nó có hồn hơn á, thay vì chúng ta núp ở ngoài bụi xa tele ly tới ha. Thì nó về mặt thị giác nhìn bức ảnh là thấy ngay à, nó xa, nó không có tạo cái hồn của cái bức ảnh giống như mình là cái người đi chụp đời thường hay đường phố, rất là dễ thấy cái điều đó. Ở đây mình có nói đến cái ống kính 35 là vì sao? Nếu mà chúng ta chụp ống kính 50, ống kính 50 thực chất là nó như là một cái ống kit, tức là ống đi theo máy của cái máy phim ngày xưa á, là người ta chỉ có một máy một ống 50 thôi, người ta chụp đủ thứ kiểu hết là 50. Nhưng mà ngày hôm nay anh em chụp rất là nhiều chủ đề, thì ở đường phố Việt Nam rồi càng ngày càng đông đúc hơn, rồi đường thì nó hẹp, nhiều khi chụp trong hẻm, trong hóc hay là chợ búa đời thường sinh hoạt, thì cái ống kính 35 ở tiêu cự nó rộng hơn 50 một chút xíu. Với ống kính 35 này á, nó cũng không là ở gọi là ống kính wide góc rộng được, mà nó cũng gần gần với là cái ống kính tiêu chuẩn 50, thì cái góc nhìn 35 á, nó cũng không có tạo ra cái sự méo lệch về đối tượng khi mà chúng ta chụp con người, chụp chân dung nó cũng không có bị méo, bị phình. Thì cái ống kính 35 là một cái ống kính mà mình nghĩ là nếu anh em chụp 50 thì anh em cứ chụp, nhưng mà nếu mà chụp luôn được cái ống kính 35 thì là đó là một cái giải pháp hoàn hảo cho anh em học chụp. Để mình đang nói là trên cảm biến full frame là tiêu cự 50 và 35, nhưng mà anh em dùng các cái máy crop thì Fuji á, họ có cái ống kính 23. Đây, ống kính này là ống kính 23. Thì gắn trên máy crop thì chúng ta có cái góc nhìn nó tương đương với lại góc nhìn của ống kính 35. Hay là các máy của các hãng khác thì nó có ống kính 24, 28 gì đó. Mà nếu mà anh em xài máy crop thì anh em dùng các cái ống kính đó, nó sẽ có tương tiêu cự tương đương với ống kính 35. Thật ra thì nếu mà anh em mua một ống kính 50 á, về mặt giá thành đối với người mới học cũng không quá là căng thẳng. Đó, 50 nó khoảng chừng 4-5 triệu ha. Đó. Còn nếu mà mua được luôn cái ống kính 35, ví dụ đây là ống kính 35-18 này, hay là những cái ống kính 35-14 hay là 35-2 mà ống kính chất lượng á, thì giá cũng không có rẻ đâu mà nó cũng nặng nữa. Đó, thì không phải là chụp một máy một ống với ống kính 35 là giải pháp cho cái chuyện là nhỏ gọn nhẹ đâu. Ống kính 35 mà chất lượng nó rất là to và nặng nữa. Nhưng mà với cái hệ thấu kính của ống kính mục tiêu cự này là cực kỳ tốt, nó tận dụng tối đa cái độ phân giải của các cái thấu kính trên ống kính mục tiêu cự để chúng ta đạt được cái độ phân giải ảnh cao nhất cho với cái cảm biến của các nhà sản xuất. Nó làm cho chúng ta phát huy cũng như là chúng ta tập dần được những cái mà mình vừa mới nói về tư duy hình ảnh, về bố cục hình ảnh, về sự linh hoạt khi chúng ta tiếp cận đối tượng. Cái đó là rất là quan trọng để sau này chúng ta đi xa hơn. Dĩ nhiên là anh em chụp đối tượng gì, anh em hay chụp nhu cầu của anh em là chụp cái gì thì anh em chọn một cái tiêu cự cho nó phù hợp. Ví dụ như anh em thích chụp dài công việc của anh em, hay là anh em thích chụp đa dạng thì ống kính 24-70 hay gì đó, thì đó là nhu cầu của anh em. Và dĩ nhiên là tùy theo ngân sách nữa, nhưng mà mình đang chia sẻ cho những anh em học sau khi sử dụng ống kít, ví dụ 18-55, ống kính kém chất lượng, quen hết rồi, thành thục rồi, thì chúng ta nên tìm một cái ống kính fix như là đề nghị hoàn hảo nhất là ống kính 35, không thì ống kính 50 để chúng ta tiếp tục cái việc ăn chơi ha, chơi cho nó vui vẻ, và chúng ta cũng có những cái bức hình càng ngày nó càng chất lượng hơn, nó đúng ý anh em, và chúng ta chia sẻ cho nhau. Rồi, cảm ơn nha.